Rồi, siêu nhân xin chào cả nhà mình ha. Ngày mới siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha. Cả nhà mình coi là hai mẹ con này là của chị Hương Từ cứu nè, giờ nó theo siêu nhân đừng nói tới. Đi đâu lại đi đó à. Đánh con nó không cho luôn. Đánh con nó là không cho. Còn ở đây là các bé hôm nay được khỏe mạnh hơn cả nhà ha. Có cái này hơi tế nhị nhưng mà siêu nhân quay chút xíu cho cả nhà mình xem. Cả nhà mình thông cảm nha, nó hơi dơ chút xíu ha. Nhưng đây là cái điều cả nhà mình mừng là những cái đống phân của các bé bình thường nè. Đó, cả nhà thấy không? Những cái đống phân của các bé đã hết bệnh ha. Mặc dù quay mấy cái đó thì cả nhà mình sẽ gớm, nhưng mà cả nhà mình nghe siêu nhân nói và sẽ nhìn thấy thực tế, cả nhà mình sẽ vui và mừng. Các bé hết bệnh nằm đầu trên nha cả nhà mình. Nằm đầu trên là nhiều nè. Nằm bên kia lưới đó, mờ mờ bên kia á. Siêu nhân đứng bên đây dướng lưới rồi. Còn đây là hai mẹ con đó. Trời ơi, nó đi theo bà cố luôn. Nó nịnh thôi đừng nổi tới. Mẹ cũng nịnh mà con cũng nịnh luôn. Đánh con nó không cho đâu nè. Để siêu nhân đánh con nó nè. Siêu nhân đánh con nó bình rồi cho cả nhà mình xem. Đánh đòn nè, đánh đòn nè, đánh nè. Kéo lại đánh đòn. Đánh. Gãy hoài. Có gì đó mà gãy hoài. Đánh nè, 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 đánh con, đánh con. Đánh nè, đánh con. Đánh nè, đánh nè, đánh nè. Không cho đánh, không cho đánh, không cho đánh. Không cho đánh, không cho đánh. Không cho đánh đâu. Trời ơi, chuyện từ thương nó chưa. Nó cho đánh, cho nó cho đánh, cho đánh nè, cho đánh. Đánh con rồi nè, đánh con rồi nè, đánh con. Đánh con, đánh con, đánh, 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 đánh. Ông kia cũng lắc luôn, ông kêu luôn mới ghê chứ. Mấy bữa nữa ba cho ra, biết không? Ngày mai nữa ba làm cửa nữa là ba cho ra. Bây giờ thợ đang bịch lưới lại cho tụi con ra, tụi con bắt quất của bà sao, hiểu không? Ráng ngày mai nữa. Rồi siêu nhân cho cả nhà mình xem sau khi từ bữa giờ rồng rã rồi siêu nhân dọn dẹp nè, dọn dẹp lại. Sạch thì có sạch nhưng mà không bằng được như lúc trước, thì bây giờ nó nham nhở quá rồi, hồ yết rồi nó rớt tùm lum hết, thì đâm ra không có còn như lúc trước. Đừng cống coi siêu nhân dọn nè, đừng cống coi siêu nhân dọn nè ha. Cả nhà mình coi cho siêu nhân trà lại bồn rửa mặt đâu nè. Mướn ai cũng không làm, một là siêu nhân làm luôn. Trà nhà vệ sinh lại nè, trà nhà vệ sinh lại nè, đó, trà nhà vệ sinh lại nè, máy giặt siêu nhân trà rửa ra nè, máy giặt siêu nhân trà rửa ra rồi nè. Trời ơi, siêu nhân nói với cả nhà mình nó cứt, nó dính đâu tới trong máy giặt á, có nghĩa là các bé nó vô đây nó trú á. Trời ơi, quên tắt nước. Các bé nó vô đây nó trú ở cả nhà mình rồi, bắt đầu là nó ỉa ở đây rồi nó nằm á, nằm qua nằm lại dính, rồi siêu nhân chùi. Trời ơi, bóng lưỡng cả nhà. Giờ siêu nhân sẽ viết cái tờ giấy, viết cái mấy chữ vô cái cửa này, đóng cái cửa này lại, viết mấy chữ vô chỗ này để dép bên ngoài cả nhà ha, để dép bên ngoài. Thật sự là cái nhà vệ sinh rất là quan trọng. Siêu nhân đi đến đâu mà siêu nhân nói cả nhà mình đừng có cười chứ. Nên siêu nhân để ý cái nhà vệ sinh nhiều nhất, nói cả nhà mình đừng có cười. Rồi còn ở ngoài này thì siêu nhân đã dọn dẹp hết rồi nè, tro tiết gì rồi, phân rác rồi, vỏ dừa, nói chung là tất cả là quá trời nhiều luôn, đã dọn dẹp. Nhưng mà cũng không được như cũ cả nhà, nhớ không, như cũ nó như thế nào mà hôm nay nó vậy thôi. Thì bây giờ là còn bằng cách là siêu nhân cho đổ lên lớp cát, kêu một xe cát đổ lên làm mặt để cho nó sạch sẽ, các bé ra chơi và nó đi ị rồi phơi nắng. Siêu nhân thật sự ra thích nuôi các bé bằng đất trống trải vậy nè, chứ siêu nhân không thích nền xi măng. Đó, nó cả nhà thấy không, đó ra chơi xong rồi lại đãi liền, thấy không nè, đó. Không có thích nền xi măng. Còn mấy cây cột thì lật ngược ra được mấy cây rồi, mà còn bê tông nó vướng nhiều quá. Cây này thì đập bỏ luôn rồi, còn hai cây này lấy ra lấy phải đợi kiếm mấy bắn bê tông mới lấy ra được.
giờ siêu nhân cho một lớp cát lên ha, làm cho nó sạch sẽ lại, rồi cho các bé ra đây chơi phơi nắng và tụi nó sẽ đi vệ sinh đây. Mình hốt phân đây mình bỏ xuống hầm, còn lưới thì siêu nhân đã cho kéo lại nè, lưới cũ là em Tấn tháo ra hết hoàn toàn nha cả nhà mình, tháo và đập ra hết rồi siêu nhân co cho thợ xây sửa lại hết luôn á, kéo lưới là hoàn toàn, bao lại cái ô này đó, nhà thấy không, nó siêu nhân kéo lưới bao lại ha. Thì cái phạm vi này thì siêu nhân tính là mai chiều cho các bé ra ở, mình nuôi các bé thì cho các bé ra đây phơi nắng và đi vệ sinh ngoài này, ngoài đất. Còn cái phần bên đây hầm ga hầm riết gì là siêu nhân tốn thợ mà lắp lại với lại giá sửa lại là không, là hai người làm hai ngày. Hầm ga hầm riết gì, hầm bê đô ga bê riết gì, trời ơi. Coi cả nhà mình coi rác siêu nhân dọn nè, rác dọn nè, đó dọn rác dậy đó. Thì siêu nhân tính làm cái cửa chỗ này, làm cái cửa băng ngang chỗ này ha, khống chế lại không cho các bé chó xuống dưới này. Có thể là mình cho hai con chip xuống dưới này cũng được, rồi để cái khu vực này là mình cứu những cụ rùa đó, mình thả xuống dưới này cũng được. Thật sự giờ siêu nhân mơ ước là có tiền á, mình có tiền á là mình đổ cát vô đây cả nhà mình, đổ cát lông cát dơ á vô cái đường này, lắp cái đường này để cho nó bằng phẳng lại, rồi siêu nhân sẽ cán xi măng dài, bắt đầu từ mí này cán dài ra tới ngoài cái bờ lưới này. Đó, dài tới bờ lưới này đó, mà mình cắn dốc thì mình có chip rồi ở ngoài này á, thì nó đi theo cái bờ nó đi lên trên đây, nó vừa đi lên trên đây rồi thí dụ như siêu nhân thấy là những cái khu này là mình làm vừa là mình cứu những cụ rùa mình bỏ vô rất là lý tưởng nè, bởi vì là vừa có nước vừa có bờ, ở sau nó có cái ao thì ở trên đây có bờ, thì ở đây là mình cán bê tông mình cho nước chảy thì những cụ rùa sẽ bò lên cái phần bê tông này nằm, rồi ở đây siêu nhân sẽ làm một cái nhà nhỏ nhỏ để cho chip sẽ trú mưa trú nắng, nếu như không thích ngoài trời sẽ trú mưa, có đường trú mưa đó. Rác đến thì siêu nhân bỏ xuống hết dưới này rồi lắp cái đường này lại, lắp cái đường này cán cái đường này, thì siêu nhân dự tính là vậy, ước mơ vậy, nhưng mà tiền nhiều quá thì bây giờ cái này là siêu nhân không có kêu gọi gì ai á, siêu nhân có tiền thì làm, không có thì thôi, nhưng mà siêu nhân nghĩ là đây chỉ là ước mơ thôi, chứ còn siêu nhân không có tiền để làm nữa rồi. Đó, cán bê tông sẽ tới mí này ha cả nhà mình, nó mình cán nền sẽ tới mí này nè, tới mí này nè. Còn phần còn này là cái ao này thì bây giờ là mình sẽ thả chip xuống, và ví dụ mình có cứu những cụ rùa đó thì mình thả xuống, thì cả nhà mình coi nè, cũng có bờ đất và có ao nước, có bờ. Cụ rùa thì những con cần nước đó thì thích là nửa trên bờ và nửa dưới nước, nửa trên bờ và nửa dưới nước. Rồi và siêu nhân cho cả nhà mình xem nè, ký siêu nhân cho cả nhà mình xem một tin vui. Thì bữa hổm siêu nhân thay mặt gia đình em Ngọc á, cứu dùm cho gia đình em Ngọc mười mấy ký quất á, siêu nhân quên rồi, còn lại một đứa mà bị gãy giò đó, còn một đứa bị gãy giò đi không được á, siêu nhân bóp dầu đó rồi đem về dưỡng, thì hôm nay khỏe mạnh bình thường. Bữa hổm siêu nhân để bên trạm bên chị Phượng á, rồi chị Phượng làm sao không biết mà bé quất nó xảy ra, nó đi ra đây luôn, ở trong đó đi kiếm chết bà luôn không thấy, mà tự nhiên qua đây nhìn thấy ở bên đây, rồi siêu nhân cho ở luôn, mà chân cẳng là hết hoàn toàn nha cả nhà mình. Nó ăn uống và đứng rỉa lông ở đây là thật sự ra một mình của quốc này, là siêu nhân nói cả nhà mình khỏi cần phải cho ăn cũng no, đi lụm cái này cái kia dưới nước á, nãy siêu nhân thấy đi dài lụm nó và đứng rỉa lông á, con cái là cái dài, cả nhà biết không, buồn có một mình một, à có một đứa một, phải được hai đứa thì nó thủ thủy nó vui, con đứa thôi. Thì bé quất này là siêu nhân xin nhắc lại với cả nhà mình là bữa hổm mình cứu á, rồi bé này bị ấy giò đó, rồi siêu nhân thả xuống. Hai mẹ con bé chó của chị Hương Từ rất hiền nha cả nhà mình nha, lại chơi lại nằm gỡ kế mình bé quất luôn mà không có hề cắn hề giật gì hết nè. Hai mẹ con á đi đâu cũng đi, hai mẹ con đi sát nút luôn, không có cắn quất cả nhà thấy không, không có rượt không có cắn không có gì hết đó. Mấy đứa kia nó chụp rồi dễ thương đó, quắt đi quanh đây nè đó. À,
coi con bé cháu nhỏ ra làm gì. Không cắn nha cả nhà nha, yên tâm nha, chú Nhân theo dõi rồi chứ chú Nhân mới cho là chơi chứ không dễ gì. Quắt đi lòn lên đây, đi dài 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 theo bờ lụm ăn. Không có cắn quắt nha con. Nè Kỳ, con mà cắn quắt là bà không cho ra chơi á nha Vàng nha, cắn là không cho ra chơi đâu. Nè, quắt ra nè. Đó cả nhà mình. Đó. Vui nha cả nhà ha. Con cái thì con mình buồn hiu rồi tội nghiệp. Mà thích ở đây, tại vì sảy chuồng tự động mò ra đây ở mà, tự động đi ra đây ở. Nước này là siêu nhân đã xử lý qua một lần rồi cả nhà nha. Cả nhà mình biết siêu nhân xử lý bằng cách nào không? Siêu nhân đặt cái máy bơm á, đặt máy bơm á, siêu nhân hút, đặt máy bơm hút, bơm ra cái lỗ á, hút hút cạn xong rồi cái xả nước mới vô, rồi hút cạn xả nước mới vô làm mấy lần á, mà hôm nay nó mới được vậy. Hôm nay mới được vậy. Chứ bà hổm là đen kinh luôn á, đen như mực luôn á. Rồi đâm ra siêu nhân bỏ cái máy bơm xuống, siêu nhân có mua cái máy bơm gì đó làm á, rồi dục cái máy bơm nằm xuống này nè, bỏ vô cái rổ á, xong rồi hút cái nước dơ đó ra, hút cái nước đó bơm ra ngoài, xong rồi cái xả nước giếng mình ra, xả nước giếng mình ra, xong rồi hút xả ra 2-3 lần á, với lại có mưa nữa, mà giờ là hết mưa rồi. Vui ha cả nhà ha, thấy quá yên tâm ha. Đây chắc cả nhà em Ngọc và mẹ em Ngọc coi chắc sẽ là vui mừng, mẹ em Ngọc rất muốn cứu các bé cả nhà mình. Còn đây là hai mẹ con của chị Hương Từ, bé cháu mẹ lên giống. Còn cái bé cháu đen mà cặp vợ chồng kia thì có bầu chắc, ôm ấm tối ngày. Cả nhà thấy không, cái này mà có tiền nha, đổ 5 xe cát vô, 5 xe nè, mỗi xe 5 khối, đổ 5 xe vô, đầy cái đường này lại. Đầy cái đường này lại xong rồi bắt đầu là cán bê tông, cán hồ á, cán lại từ trên đầu đó lại xuống vậy thì dịch mình đem ở đây và coi mình có cứu được rùa đó, mình đem ở đây rồi nó sẽ bò lên cái đường này nè, bò dài lên đường này nằm, mình sẽ làm cái mái che gì nhỏ 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 cho trú thôi. Quá lý tưởng luôn. Mà điều cát nhiều quá cả nhà, mà 5 xe sao không đầy đâu, 7-8 xe. Chú Nhân thấy 7-8 xe cát, tại vì Tấn múc sâu lắm. Nó cả nhà mình biết làm sao mà lý do mà có ao ở trước mà đầy mà có vậy không? Thì múc móc đất ở đây này lên nè. Móc đất hết cái luôn cái hầm sau đó. Đường này nè, cho xe vô móc lên để đem lên trước rồi ở đây làm hầm bê-lô-ga. Bây giờ nó mới banh chành của chú Nhân. Chú Nhân cho cán lắp lưới lại. Lắp lưới lại. Rồi hôm nay là nói chung là còn làm cái cửa chỗ này nữa, còn làm cái cửa chỗ này chặn các bé chó rồi mới thả ra được, tụi nó ra được, coi như là phía sau này tạm ổn nha cả nhà mình. Phía sau này là mình tạm ổn đi rồi. Còn cái này mà chừng nào thì siêu nhân có tiền á, có tiền rồi cho siêu vô xe cát lông cát dơ đó để mình ban bằng ra hết cho nó sạch sẽ và cho tụi nó ra chơi đi ị đâu. Còn bây giờ thì không có tiền thì siêu nhân để lại. Lại. Dọn da lộ liếc rồi cả nhà mình, đục thôi nè, cái hầm phân đục nè, cái hầm nước nè, cái hầm nước đục luôn nè, bỏ xô xuống nè. À, sẵn đây siêu nhân cho cả nhà mình xem cái hầm hút 17 triệu rồi nè, 11 xe là 11 xe mà giờ nó còn dày nè. Nhìn thấy không? Không có hết nổi. Móc ra. Thôi, mọi chuyện cũng cuối cùng cũng ổn cả nhà ơi. Dọn từ từ. Cái đường cống này không à. Cái đường cống này dài lên tới từ đây dài lên tới đầu trên, siêu nhân dọn 3 ngày á. Dọn 3 ngày á mà còn chưa xong nổi. Còn lại còn khúc mà cả nhà thấy nè. Còn lại khúc nó còn xanh xanh nè. Nè, bẩn nè.
thấy không, đó nè. Còn khúc này chủ nhân đã ra xịt rồi nè, dọn rồi nè, nó ra vậy. Còn lại khúc còn ở dưới đường cống là lấy bay gọt, trời ơi, ở dưới là đấy chỉ có nước lấy bay gọt thôi. Còn bên đây là trạm mới nè cả nhà mình nè, trạm mới nè, bích đích lại á. Rồi chừng nào bên đó bứng mai nè, mai nè cả nhà, mai nè, nó mai đó. Chừng nào mà bứng mai rồi trả đất lại cho chủ nhân, là chủ nhân sẽ tiếp tục xây dài xuống tới phía sau luôn, sẽ bằng cái bên đây luôn. Thôi ít phút cho cả nhà mình xem cho vui nha. Hy vọng rằng mai chiều giấc mơ của chủ nhân sẽ thành sự thật, là mình có cán được cái này, mình cứu được những cái con này con kia, mình thả xuống đây cho có cuộc sống an toàn ha cả nhà mình. Ở đây là không còn cái gì để phải bàn nữa rồi đó. Quá lý tưởng rồi, vừa nước vừa bờ, khống chế vừa mát. Thôi chủ nhân xin chúc cả nhà mình xem clip vui vẻ và hạnh phúc ha. Cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho chủ nhân nha. Chủ nhân chào tạm biệt cả nhà mình và hẹn gặp lại ha. Bye bye cả nhà mình.